về Đúng anh đúng đó, đúng rồi. Dương với cả anh Bảo nói Đúng chuyện rồi, về có mấy thể cái chấp vấn đề nhận xã hội thế thì thấy có vấn đề tôi muốn nên chia sẻ với mấy anh em tí này. Tôi cảm thấy rằng là hình như đợt này là có một số cái bàn tay nào đó, bàn tay đen nào đó nó dính vào mà mình chưa thể tìm ra. Đấy, nó dính vào cái đất nước của mình đây. Nó đánh phá đủ mọi thứ. Đấy, hết cả bây giờ tôn bị lỡ giáo hẹn anh rồi. Phúc. Tôn giáo rồi là đến các loại nó đánh phá mình kinh lắm. Sắp sửa hay là 30 tháng 4 thì bọn nó vào chúng nó đánh phá mình như thế. Vừa rồi là ví dụ như là cái tôn giáo vừa rồi lấy nói đến cái chuyện tôn giáo mà cái tà đạo này mà thì xuất hiện khắp nơi rồi. Hà Nội thì cũng đánh phá nó đã bắt ra một vụ ở Cảm ơn anh nha. có nghe rõ tiếng không Dương? Em được ổn đấy chứ? Dạ nghe rõ, anh nghe rõ. Em nghe À, rõ. à. Hà Nội thì ở trên đường Nắng Em cũng bắt giải một thích vụ cho rồi, rồi ở Hải Phòng cũng bắt rồi, nghe thấy ở em. Thanh Hóa là hôm qua sáng nay hay là gì nó bắt vụ ở Thanh Hóa đấy, ở đường Quang Trung Thanh Hóa đấy, gần Sáng cái nay bệnh viện Nhi em Thanh sợ cái Hóa sang vụ này gì bắt. đó. Và Em đừng có đem đi bán mà. nhưng mà cái tà Em đạo giải thích này cho không hiểu làm em. sao mà mình Anh cảm thấy như đừng thế mà người ta có theo được, không đem biết đi không biết nó như thế nào. Mà cái đúng là cái này nhá, đạo này nó mang vào đất nước mình là nó dựa trên một số đạo khác, không phải lo vì một đạo, nó không dựa trên, thôi đừng có nó đem đi dựa bán, trên những em là chị cũng là cái đi lời kinh thánh của đi chẳng một số đạo, nói chung là như thế, vẫn dựa trên, nó vẫn thờ Thiên Chúa. Mà Đức Chúa Trời, tôi nói Chúa Trời cái gì mà hôm nay là nghe cái phóng viên phỏng vấn mấy cái kiểu như là các bọn nó đi 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 truyền giáo đạo mà thì nghe buồn cười lắm, nghe nói buồn cười lắm, không biết là cái bàn tay nào nó dính vào, nhưng dạ đúng mà rồi nên ấy nói như anh thoát khổ cái là nó khả năng bàn tay nó Việt Tân ở nó truyền giáo như thế mà dạ nhiều tại người vì tin thì không hiểu là sao mà lại có nhiều người tin như thế. đúng À rồi bạn anh đấy, Phúc, cái nhưng tôi mà nghĩ là tại cái dân vì trí Việt em Nam mình họ thực ra là như thế này nè, cái người dân của mình á là họ luôn luôn thật sự là họ tò mò, nhưng mà tò mò thay vì họ nhận nhận thức cái sự à tò mò mình xem mình tìm hiểu đã, mình tìm hiểu đi đã rồi mình hãy theo cũng không muộn, nhưng mà khổ nỗi họ rồi theo xong rồi họ mới tìm hiểu, cũng giống như là cái kiểu là thay vì mình tìm hiểu à luật pháp trước đi rồi mình hãy làm, còn không có, họ làm xong rồi họ mới tìm hiểu, có nghĩa là họ gặp cái chuyện gì rồi họ mới tìm hiểu luật pháp đó như thế nào, thì khi tìm ra rồi họ biết họ sai nhưng họ họ làm càng luôn. nhưng mà phải nói cái trình độ đó ăn nói cũng giỏi, phải nói đúng như thế, nó lập luận nhiều Dạ cái đúng rồi, tại vì thường nó bảo là thường thực tế à. những bọn đó nó nói chuyện hay lắm anh. À, đúng rồi, như thế mà nhiều người theo nó như thế, mà đúng là nó nói chung là nó phi cái truyền thống, lo truyền đạo mà nó phi cái truyền thống như thế mà nhiều người vẫn nghe, thì tôi thấy không hiểu là cái nhận thức của bà con nó phải nói tôi cho là quá kém thật, nhận thức là quá kém. Kể cả một số thanh niên bây giờ ở các trường đại học nhá, gần một số trường đại học thanh niên trường đại học mà cái nhận thức không hiểu sao nhận thức quá kém, không biết là như thế nào hay là cho thuốc gì thì mình cũng chưa hiểu được lắm, nhưng mà thấy phóng viên người ta cũng nói là cho uống cái thuốc gì đấy. Đấy, nhưng mà Tại mình vì không tìm em hiểu vấn đề này, nhưng mà nghe đấy, nhưng mà cái đạo này là mình phải, nếu gặp là mình cũng phải 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 mình chưa gặp, nhưng chưa gặp, nhưng mà thường thường là à nó không nói ở những thì cái công viên cũng biết là nó hay truyền đạo đấy, hay truyền đạo những dạ đúng rồi, công viên cũng biết đây là đấy. nó sẽ Đấy, tìm mình định tới gặp một số thanh niên. nó kiểu na ná giống như là đa cấp vậy mà, nó sẽ tìm những cái nơi mà đông Đúng rồi đông, đấy. ví dụ như chẳng hạn những cái cô các dì nội trợ làm nội trợ, hoặc là chiều nếu tản bộ ra tập thể dục hay là như thế nào đó, Đúng thì nó rồi. sẽ tìm, nó tiếp cận những À. đó cho những người đó là những đối tượng nó Đúng sẽ rồi. dễ dàng truyền đạo hơn. Đấy đấy. Dạ Đấy là mình xét qua một số cái việc như là một số cái việc bà con biểu tình với lại cái chuyện đạo này là mình thấy là cái nhận thức của bà con mình hơi kém, đúng là như thế. Nhận thức của bà con nha. Ngày xưa nói như đấy, như Dương với cả anh nói về cái vấn đề ngày xưa là cái thời kỳ coi như bao cấp thì đúng là lúc đó là tôn giáo chưa được tự do, vì lúc đó là cái chính sách của mình là vô thần, chính sách của Đảng Cộng sản là vô thần, vì thế cho nên là
dẹp bớt cái vấn đề tôn giáo, nó cũng không được phát triển. Sau khi mình là được bỏ cấm vận thì bây giờ là các nước Tây Âu là nó ép mà cái kiểu như mình là tự do tôn giáo này khác, thì bắt đầu mình mới nhà nước mình về vấn đề tôn giáo, thì lúc đó là thầy bói ra, thầy bói thì cũng tràn lan rồi, các đạo các nơi là chùa chiền là các thứ là tràn lan. Nhưng mà vì vấn đề tôn giáo thì mình cũng tôn trọng thôi, nhưng mà nhiều khi nó ở mức độ quá trớn này thì mong rằng nhà nước người ta cũng phải nghiên cứu, để vấn đề này là phải nghiên cứu, vì nhiều khi bọn nó lợi dụng tôn giáo quá nhiều để nó chống phá đất nước, ví dụ thế. Cái này nằm mình phải thấy đấy là vấn đề đó là cần phải chia sẻ. Cháu đang có tiếp xúc với lại thành viên của triều Đại Việt, nhưng mà để qua lễ đi, cháu sẽ có một cái buổi mà gọi là để mà đối chất với lại những thành viên này để làm rõ một số vấn đề, nhưng mà cái đó để qua lễ tại vì cũng không cần gấp lắm, nhưng mà mình phải nói rõ cái quan điểm với nhau cho họ hiểu là tại vì họ đang nghi ngờ cháu là thành viên của Việt Vision, nên họ có những cái lời nói nó không có đúng, nên là cháu sẽ gặp nhưng mà chưa, để cái đó cũng không cần thiết lắm. Hello, đấy không? Đấy là vấn đề đấy. Thế còn cái vấn đề là cái hai nữa là theo như mình nghĩ là nói chung là mình phải lên mạng để mà về cái bọn bao que này thì mình phải lên mạng phải thật mạnh, phải thật nhiều người lên cơ, ít người lên quá thì cũng không ăn thua đấy. Vì bọn nó lên nhiều hơn mình, anh thấy là theo trên diễn đàn thì bọn nó là tập trung lên nhiều hơn mình, nó lên nó định khổ, nó là lên đi lên lại cơ. Có những cái clip cũ dích từ xưa rồi bây giờ nó vẫn lên, nó vẫn cứ đưa lên. Thế mà bây giờ mình thì cái lực lượng của mình mà chống lại thì nó hơi mỏng đấy, anh sao nghĩ là nó hơi mỏng đấy, nó hơi mỏng so với bọn nó chống phá bọn bao que này. Thật ra thì bên mình không mỏng đâu anh, nhưng mà họ đang bị phân tán bởi một cái việc khác, nên từ đó nó sẽ ít tập trung hơn. Nên đâm ra là em qua đây cũng mong rằng mọi người hãy chuyên tâm hơn đi, còn cái việc cá nhân thì mình dễ dàng mà dễ dàng đúng rồi này. Cái cá nhân thì riêng nguyên cá nhân thì họ tự giải quyết nhau thôi, thì không vấn đề, mình cũng không có ví gì thì là phải đánh bắt thật mạnh đấy. Nhưng mà anh vào cái link của bọn nó ấy, thì nói chỉ nói được mấy câu là bực mình nên là chửi chửi chúng nó đây, nói bực ngang. Với lại á, là cái Facebook này thật ra họ cũng có cái nội quy mình phải xem, nên đôi lúc mình nói nó gì trong cái nội quy của nó thôi, ví dụ kể cả mình chửi mình cũng chửi khéo một chút, chứ mình chửi thẳng quá thì cũng không được, tại trong cái nội quy. Cũng giống như cái trường hợp cái nick của Duy Nguyễn vậy á, thì em ấy đánh pizza cởi trần thì nó báo cáo là ảnh khiêu dâm nên là bị khóa nick đó. Cũng có thể là cái bọn nó không hiểu cái tiếng Việt Nam bây giờ, cho nên là nó đưa cái hình ảnh lên một cái là nó cho là thế này thế kia, là có khả năng như vậy. Đấy này như khi nào mình biết thì mình gửi lên mình hỏi lại thì có thể là nó sẽ mở lại cho mình. Còn không là nếu mà trường hợp ấy nặng thì nó có thể nó lóc luôn. Không, nhưng mà cái vấn đề mà mình lại lập đích khác thôi, nó mất thì mình lại lập đích khác cũng được thôi, nhưng mà cái là mất đi bạn bè. Mất đi bạn bè. Phải đi tìm bạn bè. Đúng rồi. Lại đi tìm bạn bè lại, nó lại một thời gian. Đấy là như thế, vì trước cái link kia nó nhiều bạn bè lắm, link này thì mới nên đây thì chắc có ít bạn bè thôi. Mình thấy một số anh em quen thì kết bạn ấy. Nên bây giờ mà giống như em đi dạo room thì bây giờ em cũng nhận diện được một số. Em nói như thế này thì các anh chị đóng góp xem có phải đúng hay không nha. Tại vì em thấy những cái thành phần mà gọi là bao que xỏ lá. Thì những cái thành phần này là họ, nếu như những cái diễn đàn nào mà họ thấy mình có thể nói chuyện được, họ chắc chắn họ sẽ không vào. Họ đi tìm những cái diễn đàn nào, ví dụ chẳng hạn như ở đây em có em Giang Trần. Đúng rồi. Em rất chậm rãi thì bọn đó vào rất là nhiều, và bọn đó đi vào nói chuyện rất những cái mà rất ư là cực đoan. Đúng. Mấy nick thiếu một viên đó. Đó, rồi cái nick của em Bùi Nhi, đó là cũng nick mới ha. Họ vào họ cũng nói chửi rất nhiều. Nhưng đấy. Mà ở đây em xin chia sẻ thêm là một cái vấn đề này. Đó, một cái vấn đề này là các anh chị nhìn thấy họ là người nói là sống ở văn minh và họ muốn đa nguyên đa đảng, nhưng cái đa nguyên đa đảng của người ta
anh thấy rằng khi người Mỹ họ bầu cử tổng thống, khi họ tranh cử tổng thống là anh thấy họ nói tất cả mọi thứ đời tư cá nhân, tất cả mọi thứ họ đều nói ra. Nhưng đến khi một trong hai người đó đã đắc cử tổng thống thì họ dẹp tất cả những chuyện đó qua một bên và họ chỉ tập trung lo cho đất nước là chính. Đúng rồi. Riêng cái người Việt của mình, anh thấy đó, bây giờ mình lên mình nói một câu không theo ý họ, họ đã chửi mình rồi. Còn nếu anh lỡ anh lên trên diễn đàn, họ đạp anh xuống rồi. Thì anh thấy nếu như trường hợp của mình đi đến một cái trường hợp nó nhiều đảng, thì anh thấy cái sự đó, anh có nghĩ rằng họ đồng lòng với nhau để họ lo cho đất nước không? Hay là anh thắng cử hả? Anh lo đi, tôi nằm không tôi hưởng, còn thôi tôi nằm không tôi chờ anh làm được thì tôi lên. Anh nói cái đó là một cái anh nhìn rất rõ luôn. Đúng và rồi. Em nhìn thấy được cái điều đó. Nên bây giờ mọi người nói ra nhưng mà họ không nghĩ lại là bản thân họ không đồng cảm, họ không chia sẻ. Đúng rồi. Nói chung là mỗi một nước thì nó có một cái khác. Cái đấy là cái nhất. Cái thứ hai là anh thấy là như này. Riêng cái dân Trung Quốc, gọi là dân Tàu ấy, Tàu ấy, nó sống khắp nơi trên thế giới này, Đức hầu như là rất nhiều. Đấy, nhưng mà phải là họ có một cái quy luật của họ. Thì như là anh chưa thấy một lúc nào là gọi là cái bọn dân Tàu này là nó làm loạn ở nước nào cả. Chưa bao giờ làm loạn. Nó chịu khó làm ăn, tuân thủ. Người ta rất chịu khó làm ăn, người ta đúng. Rất tuân thủ pháp luật của cái nước sở tại đúng. Họ đang ở. Đúng đúng đúng. Mà họ chuyên vào vấn đề làm giàu. Đấy, dạ, chứ không rồi. Nghĩ gì vấn đề khác ngoài ra đấy. Họ chỉ tập trung làm kinh tế thôi, còn mọi chuyện là họ đúng, không đúng, màng thôi. Chứ không như mấy ông Việt Nam này, đấy ở như ở các nước người ta chính bản thân những người Việt Nam mình thấy người nọ đấu đá người kia thì người ta cũng nói rõ ràng là dân Tàu nó sống đấy nó cũng là cái bọn dân Tàu chống cộng nhá. Dân Tàu chống cộng chạy cộng sản đi. Đấy. Nhưng mà họ không bao giờ họ chống phá. Đấy mà chống phá họ vẫn im lìm họ làm, họ chỉ có làm thôi chứ họ không nói. Chứ không như mấy ông Việt Nam mình đi đến đâu là huênh hoang đến đấy cờ quạt là biểu tình loạn cả lên. Đây là biểu tình toán cái lăng nhăng cho đấy là cái bọn nó là cái bọn Việt Nam, nhất là cái mấy ông chống cộng này bao que này thì các ông ấy làm loạn hết thì không biết là ở bên nó như thế nào. Không biết là người Mỹ người ta nghĩ thế nào. Đấy, chứ chắc là người ta không hiểu tiếng Việt Nam hay nào. Cho anh nghĩ là nếu đúng ra thì nó phải dẹp cái bọn đi là phải rồi. Nếu đúng ra thì đúng, như đúng rồi đó, người nó phải dẹp cái bọn đi là đúng. Việt Nam mình đúng, đúng. Tại vì cái tính cách của người Việt của mình, họ không có cái nhận thức cao và họ không hề bỏ cái tôi của mình xuống. Mình hay nói chung chung mà hay bỏ không bỏ cái tôi của mình xuống. Đó giống như trường hợp ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh một phe em phe hai bên tranh nhau đúng không? Bây giờ anh lên anh đứng làm chủ tịch thì em nói ông giỏi là ông làm chủ tịch hả? Thì thử ông làm được gì? Tôi khỏi làm, tôi nhìn coi ông làm. Ông làm không được, ông rớt chức tôi mới lên. Đó, đúng không? Còn những cái nước tư bản thì người ta nói ok anh lên làm đi. Quan điểm của anh như thế nào thì tôi sẽ dùng cái quan điểm của tôi giúp anh làm tốt cái công việc của anh trong một cái nhiệm kỳ rồi. Đó là một cái, đó là một cái khác biệt rõ ràng mình nhìn thấy đúng không? Điển hình anh. Anh thấy ở hải ngoại họ chỉ có gần 4 triệu kiều bào thôi mà họ có tập hợp lại được đâu. Anh thấy đã kể có một cái ông gọi là ông Phan Kỳ Nhân đó, ổng là chủ tịch của hội người Việt Nam Cali mà ổng lên ổng ngồi nói chuyện mà ở dưới nó cãi nhau như là cái chợ. Đúng thì rồi. Đó là một cái điển hình mình nhìn thấy được. Cái nữa hai nữa anh thấy là cái ở người Việt Nam mình có một cái xấu tính, cái xấu tính này cũng xuất phát từ cái khó khăn. Nói đúng là như thế, nó sinh ra cái xấu tính. Anh nói ví dụ này, cán bộ, một số cán bộ thoái hóa biến chất, nhưng mà nhân dân cũng là thoái hóa biến chất, nhiều thành phần nhân dân cũng là thoái hóa biến chất, chứ không cứ gì cán bộ. Đây anh lấy một cái lý do này, vì một cái lợi nhuận cá nhân. Không cần biết đồng loại của mình như thế nào, như là sức khỏe đồng loại nào, nhưng sẵn sàng coi như là làm hại cho đồng loại. Đấy đấy là vấn đề như thế. Còn bây giờ nói thẳng cái mà bên nước ngoài, bọn chống cộng đoan, vì lợi nhuận có thể lừa đảo mọi người bằng mọi cách. Đấy, đấy là bên đấy mọi hình thức để lừa đảo. Đấy là như thế. Nên anh nói thật, bên cái bọn bao que ở hải ngoại nhiều đảng phái, nhưng mà không ai muốn đảng phái nào chịu đảng phái nào, vì cái đảng phái đó nó chỉ về cái lợi nhuận để lừa được bà con thôi. Cái đảng phái nó lừa bà con. Thế nhưng mà
thực tế ra đấy không hiểu là người ta nghĩ thế nào, chứ nếu như người Việt Nam mình cũng nhận ra cái lừa đảo đó, nhìn thấy ví dụ như thế này này, anh nói là một cái tổ nào đó, ví dụ bây giờ nói ví dụ như cái đảng Việt Tân đi, mình nói với cái đảng Việt Tân đi, nó lợi dụng bây giờ nó cho người Việt Tân về đây để phá đám để vào tù đấy, cho người Việt Tân để vào tù, làm sao để bắt để vào tù, xong nó lấy cái đó để nó đưa lên tung hô lên này khác, xong là để nó quyên góp đấy, nó lấy lợi nhuận, xong nó lại gửi tiền về để cho một số khác vào tù đấy, đến một một cái cách lừa đảo, và cái người dân trong nước cũng vì một chút lợi nhuận nhưng mà cuối cùng cũng vẫn cứ lao vào. Đấy là cái vấn đề mà mình nhìn thấy nhá, chứ không phải nói gì cả, ai cũng nhìn thấy cái đó chứ, chả nhẽ không nhìn thấy. Nhưng mà đúng nói rồi. Chung là nó có một cái vấn đề mà nhiều người Việt Nam mình là vì cái vấn đề cũng thứ nhất là hay ăn người làm, cứ mộng mơ mộng có xa gì muốn là cái bọn nó lôi kéo sang bên nước ngoài ấy. À, ví dụ thế, lôi kéo đi là cái lợi nhuận nó, vì ví dụ là cứ bảo cứ vào tù đi rồi là này khác làm anh hùng, rồi sau này kéo sẽ được đưa sang nước ngoài, ví dụ thế, là nhiều người cũng nhắm mắt làm điều đấy như thế, nhưng người ta không nghĩ. Bây giờ nó không phải như trước nữa đâu, bây giờ Mỹ mà nó không nhập hay nước ngoài người ta không cho sang nữa thì sang kiểu gì đấy như thế. Nhưng mà biết chỉ có một số thành phần, ví dụ như là nó lấy một số cái như là Trúc Hồ hay là Việt Khang hay là một số thành phần đấy thì Tạ Phong Tần cũng đưa sang theo lấy một cái lý do đó, nhiều người là cũng muốn như như thế. Nhưng mà đấy, đây là như thế, là lợi dụng của cái vấn đề đó là bà con mình là nhiều người là vì đồng tiền này, vì cái muốn cái này khác là coi như là nó theo nó thôi. Đấy là nhìn thấy thế mà vẫn cứ lao vào, nhìn thấy rõ ràng như thế nhưng mà họ vẫn cứ lao vào. Thế mà bên kia thì nó vì cái đó mà nó kinh doanh. Thế cho là bên ngay bên Mỹ người ta cũng nói kinh doanh chống cộng đấy, nó nói rõ ràng đấy. Và không, bây giờ bên Mỹ người ta nói là không cái gì kinh doanh dễ bằng kinh doanh chống cộng là các đảng phái đua nhau kinh doanh chống cộng đấy, cái người bên Mỹ người ta cũng nói thế cơ chứ không nói gì cả. Thế nhưng mà không hiểu sao mà cái bọn này vẫn có người, nhiều người đóng góp, cứ góp góp phần rồi góp góp vào đấy, thì không hiểu nó là như thế nào, anh nghĩ là như thế. Tại vì thật ra là gọi là theo em nghĩ thì nó cũng gọi là có một số này không đóng thì cũng không được, tại vì đôi lúc nghĩ là thôi nó không có bao nhiêu, thôi mình đóng đi cho mọi việc nó cảm thấy nó thoải mái, chứ còn mình không đóng thì mình sợ họ làm khó làm dễ những cái chuyện khác. Tại vì em có một cái bà cô, bà đi về thì bà cũng nói thế, bà nói nếu mình không tham gia thì cô mà không tham gia, cô thực sự cô không muốn tham gia, nhưng mà cô không tham gia thì cô sợ con cô nó kinh doanh nó được bị làm khó làm dễ thôi, nên thôi cô buộc là đi cho có mặt vậy thôi, chứ cô cũng không muốn tham gia những cái điều đó. Đó là những một lời cô ở sống ở tại bên Cali cô ấy nói. Còn cô tham gia thì sao thì em không hỏi. À, nên ở đây em mới nói là cái người gì, những các anh chị đó nói là do cái người Việt Nam mình làm xấu hình ảnh, nhưng mà thật sự đúng, chính các anh chị đó mới là người làm xấu hình ảnh đó. Em nói đơn cử như một cái điển hình là cái đi biểu tình Cali chúng ta nghe. Em nói người ta làm ăn đó là việc của người ta. Đây anh nói cái một cái như thế này để cho Bình Dương với lại mọi người biết này. Hôm đó đêm lúc cái khoảng 2-3 giờ sáng anh mới không ngủ được, về vào mở Facebook ra thì gặp một cái người ở bên Mỹ, cái thằng ai cái tên nước ngoài cũng không biết, không nhớ tên nó là gì cả, nó đăng lên mạng này. Thế là nó thấy nó nói ngang ngang, thế anh mới xin vào, xin lên thì nó cho anh lên. Thế là nó hỏi anh là sống đâu, bảo tôi đang ở Việt Nam. Thế nó nói một hồi hồi thì xong anh nghe nó nói một hồi hồi, xong anh hỏi nó thì bây giờ các bạn ở bên Mỹ thì các bạn là hay là các bạn bên nước ngoài, thì các bạn có ví dụ như người nước ngoài người ta hỏi các bạn là người nước nào thì các bạn có dám nhận các bạn là người Việt Nam không? Nó có chứ. Và thế các bạn có tự hào là người Việt Nam không? Có, chúng tôi vẫn tự hào là người Việt Nam. Bảo thế thì các bạn tự hào về cái gì? Thì nó không biết là tự hào về cái gì cả không biết tự hào người Việt Nam về cái gì. Thế nó bảo là thế anh bây giờ như anh thì anh tự hào về cái gì? Bảo tôi rất tự hào, vì tự hào là người Việt Nam có 4.000 năm lịch sử đánh đuổi bao nhiêu đế quốc Pháp, Mỹ rồi bao nhiêu, rồi đánh nghìn năm lịch sử đánh tàu. Đấy là tôi tự hào là như thế. Mà tôi thấy rằng tôi đi đâu tôi đi cũng mấy nước, mấy nước mà tôi đi đâu người ta cũng phải công nhận là người Việt Nam là
là giỏi, bảo ôi thế các ông là cộng sản chỉ giỏi đánh nhau, nó bảo thế các ông cộng sản chỉ đánh nhau thôi. Bảo thế bây giờ mình giữ tổ quốc thế không giỏi đánh nhau thì làm sao giữ được tổ quốc đấy. Các ông phải tự hào là đúng người Việt Nam vẫn còn nghèo, nhưng mà cái tự hào là đã đánh đuổi được bao nhiêu đế quốc rất lớn, rất khỏe, rất mạnh, ví dụ như Mỹ đấy. Thế mình nói thế đây này, đáng tự hào chuyện gì nữa? Bây giờ thế tôi hỏi công tự, ngoài cái tự hào đó công tự hào về cái gì? Chẳng nhẽ công tự hào là công vác cái cờ ra công biểu tình như là công tự hào đó người Việt Nam? Tôi cảm thấy rằng như thế là người ta cười công, chứ người ta coi thường công, chứ không có gì đáng tự hào cả. Tôi cảm thấy công làm như không có gì đáng tự hào cả đấy. Mình nói thế bắt đầu mới phân tích được một lúc thôi thì bắt đầu bọn nó cứ nhâu nhâu vào, nó nói mình là nước Việt Nam sắp mất rồi anh có biết không. Tôi mất cái gì, tại sao mới mất? Nó ra là kẻ ký kết ở cái gì đấy Thành Đô mới nị cái gì gì rồi là tàu ở ngoài biển Đông. Nó nói nhiều lắm, nó cứ nhâu nhâu nói, mình cũng nhẹ nhàng phân tích một hồi thôi, sau nó nói ngang quá nhiều nữa, nói ngang quá tức trời trời. Thế là lúc mình ra đấy là đầu tiên mình cũng nói bình thường nhẹ nhàng này thôi, mình cũng hỏi rõ, hỏi mấy cái lý do này đấy. Người Việt Nam tự hào cái gì đấy? Người Việt Nam đi nước ngoài bây giờ đi đâu thế thì người ta hỏi người Việt Nam, tôi người Việt Nam thì nó nhiều, rất nhiều người ta biết chứ, người ta bảo ở Việt Nam công nhận đánh Mỹ đánh Pháp này khác, giải phóng dân tộc khác, có Hồ Chí Minh vĩ đại, nó nói rõ ràng thế. Mình hiểu đấy là mình tự hào cái đó chứ tự hào cái gì nữa. Chả nhẽ ông tự hào về cái ông đi ông biểu tình ông cãi nhau à? Đấy ví dụ thế. Thế nói một cái như thế thôi mà nó bỏ hỏi đó. Thế ông tự hào về cái gì? Như ông là người Việt Nam tự hào cái gì? Thế nó chả biết tự hào về cái gì cả. Đấy mình nói ví dụ thế thôi. Tôi tự hào thế, tôi là người Việt Nam, tôi tự hào đúng là như thế. Người Việt Nam tôi chỉ tự hào về cái là đã đánh đuổi bao nhiêu cường quốc, làm lên cái Điện Biên Phủ ở năm 1954 và làm lên cái Điện Biên Phủ trên không năm 1972. Đấy là tự hào của chúng tôi mà cả thế giới ai cũng biết. Đấy là người tự hào người Việt Nam. Mình nói thế thì chúng nó cứ nhau nhau chúng nó nói mình, nó cố ôi mình, đấy, cố ôi mình. Mà nó nói ngang tức có mình chửi. Chửi thế nào bắt đầu là nó quay sang thầy chửi nhau, thế là sau đó lúc mình cười không chịu được. Đấy ví dụ thế đấy, mà mình hỏi nó nhiều cái. Bây hỏi nó là thế này, nó nó hỏi tôi là bây giờ là chơi mi Mỹ tốt hay chơi mi Trung Quốc tốt. Tôi bảo chứ tôi cảm thấy thằng chả có thằng nào tốt cả. Tôi bảo thằng tôi chả thằng nào tốt cả, riêng thằng thằng Trung Quốc thì nó có mưu của nó, có cái mẹo cái lưu manh của nó mà từ xưa nay người Việt Nam hiểu, nhưng mà chẳng qua chưa làm gì. Nó thế tại sao đánh Trung Quốc? Bởi chúng tôi chưa đánh. Đảng và nhà nước ta, lãnh đạo và nhân dân, người ta rất là khôn khéo. Người ta đánh lúc nào nên đánh. Đấy, và lúc nào không nên, chưa cần đánh. Chưa đến lúc phải đánh. Ví dụ thế. Còn bây giờ, mình phải nói là mình ngoại giao khôn khéo. Đấy, mình trả lời đấy. Là ngoại giao khôn khéo để làm sao cho kinh tế, cho nhân dân, cho càng ngày càng lên, nhân dân trong nước càng ngày càng có cơm no ấm, đủ ăn đủ mặc này, rồi lên phát triển lên giàu mạnh này. Đấy, còn chưa đến lúc phải lấy nhau. Đấy, nó bảo thế thì là hóa ra sợ, mà không sợ, kể cả Mỹ chúng tôi cũng không sợ. Nó Mỹ là người tốt, nó nói Mỹ người tốt, tôi bảo Mỹ tốt là cái gì? Nó Mỹ tốt là giúp đỡ Việt Nam thế nọ kia. Ơi, cái nhầm rồi. Tôi chỉ nói canh là Mỹ nó chỉ giúp mấy thằng ngụy thôi. Tôi nói thẳng, Mỹ nó chỉ giúp mấy thằng ngụy thôi, cái chính quyền ngụy thôi. Chứ nó giúp Việt Nam là tôi kể cho anh nghe là nó mang 6.800.000 tấn bom đạn đến nó giúp Việt Nam để cho chả nhẽ để cho người Việt Nam mang bom đạn ra ném nhau chơi à? Chả nhẽ nó mang 6.800.000 tấn bom đạn đến cho người Việt Nam mang ra chơi như đồ chơi trẻ con hay sao? Đấy, đất nước Việt Nam cày xới lên từ Nam chí Bắc. Đấy. Thế tôi hỏi rằng là như thế là chả nhẽ nó mang sang, nó là bạn mình nó mang sang để cho Việt Nam làm cái đồ chơi à? Đấy, cái phải hiểu nó như thế chứ. Đấy, nếu như nó đấy là cái tội ác của Mỹ. Tôi bảo thằng này, đây là cái tội ác của Mỹ. Chứ các anh bảo là bạn, bạn là chỗ nào, tôi chả thấy nó là bạn chỗ nào cả. Đấy. Còn nó bảo thế bây giờ là Mỹ với Việt Nam bắt tay nhau rồi thì tại sao không chơi Mỹ mà lại cứ chơi với tàu? Bắt tay làm ăn vẫn làm ăn, nhưng mà để bắt tay với Mỹ đánh tàu thì chúng tôi, nhà nước Việt Nam không chơi thế, không bắt tay Mỹ đánh tàu, nhưng bắt tay với tàu đánh Mỹ thì Việt Nam cũng không bắt tay. Đấy, các anh thấy cái chính sách của chính phủ Việt Nam bây giờ là 3-0, các anh hiểu rồi, nghe nhiều cái hiểu rồi. Nó làm như thế là
hại nhân dân Việt Nam. Đấy, và thế bây giờ các ông muốn cho nhân dân Việt Nam để đánh nhau ra đánh nhau à? Vậy ông nào giỏi về đây đi mà đánh nhau. Ở bên đó 4 triệu ở Huấn Động hải ngoại, 4 triệu nhân, 4 triệu người Việt Nam ở hải ngoại. 4 triệu Việt Nam ở hải ngoại toàn người canh, bảo canh là người giàu có. Vậy canh đóng tàu đi, mang ra đóng tàu đi ra đánh Trung Quốc đi. Có cái hòn đảo đấy thôi, chả nhẽ hơn 4 triệu người mà không chiếm được mấy sư đoàn, kiếm mấy sư đoàn quân ra đánh tàu ngoài tàu ngoài ngoài biển à. Anh đánh đi, chúng tôi ủng hộ. Bây giờ em á, em thì em suy nghĩ như thế này. Em nói thôi giờ các anh các chị ở bên kia thì cũng muốn đa nguyên đa đảng đúng không? Thì thôi đúng bây rồi. Giờ á em có một cái ý như thế này. Thì thôi các anh chị đằng nào thì anh chị lập đảng thì các anh chị cũng tốn tiền đúng không, cũng có phải có tài chính, cũng phải có quân đội, cũng phải có văn phòng đại diện, cũng có cơ sở vật chất đúng không. Thì thôi bây giờ đúng các không? Anh các chị làm sao không cần biết đi đêm đi ngày hay gì với Trung Quốc đi, làm sao lấy lại được lại cái Hoàng Sa đi, rồi các anh các chị ra ngoài đó xây dựng ngoài đó đi đó, rồi xong xuôi hết rồi xây dựng rồi thì lúc đó là mình nói là mình ngồi xuống nói chuyện. Đó, dễ hơn. Đúng. Chứ còn bây giờ ngồi bên kia các anh bây giờ tiền các anh cũng có, bây giờ gọi là văn phòng cũng có, cơ sở hạ tầng cũng có, một cái gọi là cái nơi riêng mình cũng có, mà bây giờ đòi hỏi là đòi hỏi cái gì? Đó. Các ông chỉ hô hào mồm thôi. Gây cho đất nước lũng loạn. Bây giờ đơn giản giống như em nói anh thôi. Ví dụ bây giờ anh đang là một công ty, anh ăn nên làm ra, tự nhiên em nhảy vô anh nói giờ anh kiếm sầu, em thấy anh công ty anh đang ăn nên làm ra anh cho em hùng vậy thì ok anh nói được rồi, giờ em cứ hùng thì em hùng, nhưng mà ngay từ đầu anh giờ anh thành lập đến bây giờ anh đã tốn hết khoảng 300 triệu rồi, giờ chú chia anh hết 150 triệu trước đi, là cái tiền đó, cái tiền tiền lót đường đó, rồi tiền vốn của chú hùng với anh bao nhiêu thì lúc đó rồi chú vô đi, mà chú vô là chú dưới sự quản lý của anh chỉ gì chú làm đó thì vậy mới được đúng không anh? Thì cũng giống như Việt Nam vậy. Giờ đất nước người ta đã trải qua từ cái khổ cực đến bây giờ bao nhiêu năm rồi, tốn hết bao nhiêu tiền, giờ các anh muốn về đòi đòi chia quyền ấy, thì các anh phải có tiền đi, có tiền mang về đi đúng không, rồi có cái đúng. Người tài nào đi giới thiệu về đi, nó phải rõ ràng vậy chứ, không có chuyện chung chung được, không có chuyện thôi anh cho tôi về đi, anh cho em về đi, góp sao, không có chuyện đó đúng không anh? Cái đúng mình phải rõ ràng, không nói chuyện chung mà tiền bạc thì phân công, mà ái tình thì dứt khoát, nên nó anh nói chuyện được, vẫn chơi được đúng không? Nó bảo là mình nha, nó bảo là mình bán đất cho tàu, bán đất cho tàu, mình bảo đâu bán chỗ nào, nó chỉ đấy bao nhiêu công ty của tàu như là Phục Ngô Sa Miu Sít một chiếc ở Tây Nguyên, bởi cái không nhầm rồi, tất cả cái đó đều là cái hợp đồng, mình không bao giờ bán, chỉ là cho Trung Quốc nó thuê đất, nó làm đóng thuế cho mình, đấy không? Bây giờ người Việt Nam mình không làm được, thì bây giờ cái công ty tàu nó làm được thì mình cho nó thuê, đúng không? Để đó thứ nhất nó làm công an Việt Nam. Nhưng đấy, mà ngược lại là em nói là bây giờ đó, nó chỉ nhìn thấy, bây giờ nó nhìn thấy báo nó chỉ trích đó, nó giống như bây giờ hôm vừa rồi nó đọc được cái báo là có một cái công ty bất động sản này của Trung Quốc đó, là muốn yêu cầu Việt Nam mình cho được cái thuê đất lên đến 100 năm đó, nó cũng nhảy. Mà trong khi đó người ta chỉ mới là đưa ra một cái yêu cầu, nếu như họ đầu tư một cái khu bên quận 2 này thì ta muốn được cái thời gian như vậy, nhưng mà Việt Nam mình chưa đồng ý. Nhưng mà nó chỉ cần nghe thôi, người ta đang là người ta đề xuất như vậy, nó nhảy vô. Nó nhảy vô nói lung tung rồi. Đúng đấy. Nó sủa ra. Mà nó đã, không hiểu cái gì. Rồi cộng thêm những cái thành phần dân chủ cụi ở trong nước, nó hưởng ứng theo. Đó. Đợt trước em đã từng nói một lần rồi, nói nhìn đừng nhìn vào Việt Nam những cái nhà cửa đồ sộ, nhà cửa cao tầng đó là mừng, lo chứ đừng có mừng, hỏi lo cái gì, đất nước phát triển lo cái gì. Đúng không? Em nói anh đúng. Riêng cái tập đoàn Vingroup là anh thấy ổng là một cái người Việt mình lập ra một cái tập đoàn, anh thấy đi bao nhiêu cái nước cờ rất hay. Đúng rồi. Dạ. Và bây giờ anh thấy ổng về thành phố Hồ Chí Minh, ổng lấy cái đất của hãng Ba Son, ổng lập ra nguyên một cái khu đó, anh thấy bây giờ một cái tòa nhà tháp đó cao đứng như là thứ thứ bảy của thế giới. Hôm rồi em đọc em không nhớ chính xác, em
Cái tòa tháp ở Sài Gòn đấy cao nhất thế giới, cao nhất Đông Nam Á. Đang xây dựng đấy, đúng không? Dạ, đúng rồi. Nghe nói cái tòa tháp đang xây dựng ở cao nhất Đông Nam Á đấy. Dù không cứ gì thế, ngay Hà Nội này, đường Phạm Hùng này, bao nhiêu tòa tháp cao 60 mấy 70 tầng đây, với đường Phạm Hùng Hà Nội này đây, những cái đường phố đấy, rất là nhiều đường ra Hà Đông đằng này bây giờ đang xây dựng, mà nhiều những tòa nhà đang xây dựng rất là lớn đấy. Thế nhưng mà nó không nhìn thấy những cái xây dựng đó mà nó bảo là đạt tiền, nó toàn tiền đi vay. Mấy cái gì, ôi giời, chúng nó nghe chả biết chúng nó nghe ở đâu, nói toàn những cái thứ không biết đâu ở đâu cả, mà nó nói mà nghe nghe nó nói ngang, nó nói không thể nghe được, phân tích chúng nó không nghe, nó cứ cãi ngang. Mình nói thật chứ nó không, cứ bọn nó không nghe đâu đấy, nhưng mà bọn nó ở cái chỗ là hình như là nó chỉ nghe một phía. Dạ, okay, cho bọn nó chỉ nghe nó nghe một phía, ở một cái phía cái bọn nó xuyên tạc ra thôi, nó tìm hiểu một phía thôi. Bây giờ nó nói là nhiều cái mình hỏi nó thế cái đó công tìm hiểu ở đâu, thì nó bảo ở trên Google, bảo là trên Google thì công không thể tìm hiểu được. Tuy nhiên tôi cũng bây giờ cũng đưa một cái tin lên Google, một cái tin tôi tự xuyên tạc cho tôi đưa Google được, đúng không? Thế dạ, công vào không đọc cái tin của tôi, công vào không đọc cái tin của tôi thì công bảo thế là thật, nhưng mà biết đâu tôi là chỉ là một người mạo danh. Đấy. Hoặc là có một cái ông nào, tôi nói ví dụ như có một ông nào, ông có cái danh tiếng là giáo sư đi, ông phản động, ông lên ông làm một cái lên Google, ông viết một cái bài hay vài bài trên Google, cái bài phản động nó là công cũng tin thôi, ví dụ thế. Thế là như vậy là không được, ông phải tìm đến chính thống, nói về lịch sử. Đấy, về bây giờ ông tìm hiểu về lịch sử chiến tranh của Mỹ với Việt Nam thì ông phải vào ngay coi như là cái vào viện bảo tàng của Mỹ, người Mỹ người ta viết ra, đó là công phải tin, đúng không? Chứ tôi không cần nói bảo là như Việt Nam phát ra, viết ra thì không bảo đó là một phía là có do Việt Nam bưng bít. Nhưng cũng vào thử cái viện bảo tàng của Mỹ không, đọc xem là đấy, cái người ta sẽ viết ra cái lịch sử chính thức. Người ta dù rằng người ta có binh của người ta trên nữa, binh ít thôi. Vị hoặc là tìm hiểu cái vấn đề đánh Pháp, Việt Nam đánh Pháp thì không phải vào viện bảo tàng của Pháp. Các ông sẽ tìm hiểu cái lịch sử Pháp người ta viết ra. Người ta viết ra ví dụ như là người ta viết ra 10 phần thì người ta chỉ bênh người ta 1-2 phần thôi, chứ còn người ta vẫn nói ra rất nhiều cái thực tế. Đấy, mình tìm hiểu cái đó thì không sẽ tìm hiểu mới là chính thống. Đấy. Còn bây giờ phải xem nhiều phía, không hợp lại và không đầu dùng đầu óc, không suy nghĩ ra thì mới nói là thực tế. Thế tôi hỏi tại sao coi như là ngày xưa cái chiến thắng Điện Biên Phủ của Việt Nam mọi nước trên thế giới biết hết, mà mỗi Việt Nam Cộng Hòa không biết gì. Đấy, người dân trong miền Nam không biết gì, nó bưng bít hết cả rồi, làm sao biết được. Đấy. À, thế bây giờ là anh là ấy muốn lên à? Thì để cho anh lên đi rồi tôi xuống. Ok anh, dạ cảm ơn anh. Lúc khác thì anh em mình lại nói chuyện nha.